Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đi màn cuối Boss Advent hệ lửa độ khó Epic Hell nha. Độ khó Epic Hell thì Boss sẽ có 100% Resistance, nên các hero debuff các bạn chỉ cần khoảng 85% Effectiveness là đủ dùng rồi. Chiến thuật đi map Epic Hell này không khác nhiều so với map Hell đâu các bạn. Chỉ có khác biệt ở 3 thứ là hai cái buff mới, một cái buff Speed, một cái buff Counter và thêm một cơ chế cào tờ tắt ở pha 3 con boss thôi. Thì cơ bản là đầu trận boss sẽ được buff thêm hai cái buff vĩnh viễn. Nhiệm vụ của mình là phải strip hai cái buff này ra bằng hai cách các bạn. Cái buff thứ nhất là buff speed đó, thì các bạn phải strip cái buff này bằng cách đấm single attack 4 lần vào con creep trong pha 1 lúc mà nó bị debuff. Cái buff thứ hai là buff cào tờ tắt, thì cách phá cái buff này là đấm con boss 5 lần khi mình đang có hai buff trên người ở pha 2 các bạn. Thì đầu tiên trong pha 1 á, để phá cái buff speed thì cần single attack vào con creep 4 lần khi nó đang bị debuff. Thì ở đây mình dùng combo là Silas, DJ Bazaar và Martial Tiscan các bạn. Trong đó Silas thì sẽ có chiêu 3 debuff vào con creep và có thể kéo ngay 2 đòn single attack bằng chiêu 1 rồi. Sau đó thì chỉ cần bồi thêm 2 đòn nữa là xong. Lưu ý là con creep ở trong pha 1 có thể strip buff team mình và chuyển cái debuff trên người nó đi nha. Nên phải để dành chiêu 2 của Silas. Phòng trường hợp là chưa có đánh kịp thì các bạn có thể chiêu 2 xong rồi các bạn bồi thêm các đòn single cắt vào. Chuyện còn lại thì các bạn cứ bấm auto play là có thể qua được cái pha 1 này dễ dàng. Chú ý là con creep á, nó có thể stun diện rộng bằng cái chiêu thức của nó nữa, nên ưu tiên là những support nào có thể giả hiệu ứng và có thêm immunity nha. Thì ở đây mình dùng DJ Bazaar các bạn. Trong cái team này á, thực ra lúc đầu mình tính dùng Spirit Isolin cho đủ cái combo full hệ ánh sáng. Nhưng mà trong màn này thì Spirit Isolin phải dùng Soul Burn các bạn để kịp bật lại cái chiêu 3 để có cái buff possession trên người. Thực ra cũng không phải là vấn đề gì lớn lao nhưng không thể auto được các bạn. Nên là mình chuyển qua mình dùng Martial Artist Scan để đỡ mệt cái phần auto thôi. Có một điều là khi các bạn đánh boss á, thì boss sẽ tăng dần chỉ số attack và speed. Cứ mỗi lần các bạn chạm boss một cái là nó sẽ tăng một chút xíu attack và speed lên. Nên nếu muốn an toàn tuyệt đối các bạn thì các bạn có thể đánh bằng creep nha. Chỉ để Ken đập boss bằng những đòn counter attack thôi là vừa có thể qua màn được, vừa có một đống soul burn để có thể đi tiếp màn sau. Nhược điểm của cách đi này là thời gian hơi bị lâu thôi các bạn. Qua đến pha 2 của boss thì các bạn cần strip cái buff counter đi. Để làm điều này thì các bạn phải đấm con boss khi bản thân đang có hai buff, đấm 5 lần thì nó sẽ mất cái buff counter đi. Thì mình thấy ngay là DN rất hợp với lại cái pha 2 này các bạn, bởi vì DN buff ra một đống buff cho mình thỏa sức là đánh boss luôn. Đồng thời DN có thể giải debuff nè và có thể hồi máu nếu các bạn có Artifact Rod of Amaryllis nữa. Vì màn này cái cơ chế là các bạn hạn chế đánh những đòn creep và boss, vì đánh vào thì boss sẽ tăng Comparinus nhiều, cả boss cả những con creep kế bên luôn. Nên là những hero sát thương chính của các bạn á cần hoặc là ở dạng không creep. Còn nếu sát thương chính của bạn mà đánh creep được á thì các bạn phải bảo kê tốt và khống chế tốt những cái con creep kế bên nữa. Thì ở đây mình đi theo cái chiến thuật là chọn Lethe các bạn theo cái trường phái là không creep. Lethe có thể là đánh cái chiêu nội tại ra sát thương rất là to nhờ vào lượng máu của Lethe rất là nhiều. Và hero support cuối cùng ở đây mình dùng chính là Fumir các bạn. Thì Fumir màn này cực kỳ ảo diệu các bạn. Các bạn chỉ cần kích hoạt chiêu ru ngủ thôi để cho hai con lồng đèn nó ngủ á, là từ đó về sau hai đứa nó cứ ngủ hoài luôn các bạn. Nó chỉ có một lượt là nó tỉnh dậy, nhưng mà Fumir khi mà tới cái lượt của Fumir thì lại tiếp tục ru ngủ lồng đèn nữa. Do vậy nếu các bạn gặp khó khăn với lại lồng đèn và không biết là phải khống chế nó như thế nào thì các bạn cân nhắc dùng Fumir nha. Chưa kể Fumir các bạn chiêu 3 có thể xả thêm một miếng chút xíu sát thương chuẩn. Mình nhớ không làm là khoảng 9000. Team này thì mình thấy đi nhanh các bạn và đỡ ngán hơn những cái team nhây. Nhưng bị cái là không thể cắm auto được nha các bạn, vì phải canh đánh đòn đơn mục tiêu, đòn single attack á, và đồng thời soul burn VT nữa để có thể là sóc sát thương được nhanh hơn. Được một cái là cái độ khó Epic Hell này các bạn chỉ có 3 lần đi thôi, cho nên ráng siêng năng là trong 3 lượt đi này mình đánh tay chút xíu để cho lấy quà. Mình thấy trên mạng thì còn nhiều team khác mà dùng cơ chế đánh creep rất là hay, như là team Elena, Biblis, Shu, hoặc là có team dùng cả Adin và Angela Angelica, hoặc là có team dùng cả Tayo luôn các bạn. Tayo là một hero mạnh trong cái màn này vì con creep nó có thể buff được, và khi buff được thì Tayo sẽ bật cái Enrage lên, như vậy là có thể combo được chiêu 1. Thì nếu như các bạn có những cái hero có sẵn như vậy, đã build sẵn rồi, thì các bạn có thể cân nhắc sử dụng để đi được cái team mà có thể cắm auto được, hoặc là đỡ phải build những hero mới các bạn.
Ok, thì qua tiếp đến pha 3. Nếu các bạn đã strip hết búp rồi thì pha 3 này rất là dễ ăn các bạn. Cơ chế nó gần y chang như là mát heo. Chỉ khác cái là boss chạy nhanh hơn và có thêm một cái cơ chế counter attack cộng dồn từ đòn đánh thứ hai trở đi các bạn. Thì cái cơ chế này tức là khi các bạn đánh boss lần 1 á, rồi các bạn đánh boss lần 2 thì sau đó boss sẽ có 20% counter attack. Đánh boss lần 3 thì boss sẽ có 40% counter attack. Nó cứ cộng dồn như vậy cho đến tối đa là 80% counter attack. Và đòn counter này chỉ xảy ra một lần trong lượt đi của boss thôi. Và tỷ lệ counter nó sẽ reset khi boss có lượt mới. Đó chính là lý do vì sao mình chuyển từ Karin sang Furious các bạn. Vì Karin á, đánh xong combo phá giáp chiêu 2 chiêu 3 là boss đã có 20% counter rồi. Điều này khiến cho Secret đi tiếp theo sau á, Soulburn chiêu 2 chiêu 1 là lập tức có thể bị boss counter. Mà boss counter nó có thể strip mất cái buff attack. Nó có thể đẩy cái buff thiêu đốt lên thì nó rất là khó chịu với Secret. Hên là trong cái lượt đi đó là mình không bị gì và vẫn có thể qua được. Nhưng mà nếu để an toàn tuyệt đối á, thì các bạn nên chuyển qua dùng những hero nào mà xóa búp bằng một đòn đánh thôi. Thì cái hero nhảy ra đầu tiên chính là Furious các bạn. Furious đồng thời là xạ thủ nữa, cho nên có thể dùng cái artifact Song of Star bắn cái debuff target vô người. Thì đây là trường hợp rất là tuyệt vời để phục vụ one shot con boss. Nhưng mà nếu các bạn không có Song of Star thì vẫn không sao, các bạn cứ dùng những cái artifact. Như là có lần mình dùng cái artifact Water Gun á, để cộng 5% attack thì vẫn ok. Support thì vẫn là Emilia thôi các bạn. Up speed lên cao một chút để cướp lượt boss. Và như vậy là one shot được màn 3. Nếu không có Emilia thì các bạn có thể dùng Momorancy thay thế. Sẽ hơi lâu hơn một tí thôi nhưng mà vẫn qua được các bạn. Hôm qua trong clip hướng dẫn mát heo á, mình có nói là dùng DN đúng không? Nhưng mà hên quá là có một bạn viewer sửa ngay, là bởi vì không dùng DN được nha các bạn. Vì DN sẽ buff attack cho cả team. Như vậy là nó sẽ khiến con boss counter ngược đại bằng đòn AOE, bằng cái đòn chiêu cuối á, rất là phiền. Cho nên là Emilia hoặc không có thì dùng Momorancy nha. Đó là những cái support mà tối ưu cho cái map này. Ok, về chiến thuật đi là như vậy các bạn. Bây giờ mình sẽ ghé qua start một chút xíu nha. Preparations are complete. Ở pha 1 á, thì mình dùng là Conqueror, Lilias, DJ Bazaar và Marshall Tiscan các bạn. Thì với Silas các bạn thấy là start y chang như là Team Hell thôi. Mình không nghĩ là các bạn cần quá nhiều speed đâu, có thể giảm speed xuống cũng được. Quan trọng là có effectiveness để mà debuff lên cái con crit. Và như vậy thì cứ đi thôi các bạn. DJ Bazaar các bạn cũng không cần quá sức là ghê gớm. Speed mình chỉ có 211, quan trọng là có effect resistance nha, để mà đỡ bị stun và có thể giải debuff cứu team được. Artifact thì mình dùng Unfading Memories, nhưng mà nếu các bạn không có thì các bạn thấy cái gì vô đây cũng được. Mình nghĩ là không quan trọng lắm các bạn. Cái mục đích chính mình dùng DJ Bazaar chính là giải debuff immunity và có thể hồi máu nhờ vào chiêu thức của Bazaar. Cuối cùng chính là Martial Artist Ken các bạn. Thì đây là Ken của mình. Các bạn hoàn toàn có thể build mạnh hơn, không cần crit chance chiêu 1 đâu, nó không quan trọng các bạn. Bởi vì quan trọng là cái đòn counter tắt bằng chiêu 2 ấy, mà đòn đó thì luôn crit rồi. Cho nên các bạn muốn build thì có thể hạ crit chance xuống, tăng crit damage lên, hoặc là tăng resistance lên các kiểu thì nó sẽ mạnh hơn các bạn. Chiêu thức thì hiển nhiên là max kit nội tại rồi. Và pha 2 thì mình dùng team có Lethe, DN và Fumi. Thì Lethe y chang phiên bản BBB, không khác gì nhiều. Để mà an toàn nhất có thể thì các bạn nên hạ crit chance xuống. Ở đây nó có một chút crit chance cũng hơi bị kinh khủng. Lethe này 25.000 máu, nhưng mà vì mình có artifact Ray of Solitude cho nên là vô chậm nó thành 27.000 máu á. Fumir các bạn cũng là một phiên bản mình dùng trong BBB luôn. Nói chung start thì thường thường thôi, 15.000 máu, 1.500 def, 220 speed và 199 effectiveness. Effectiveness không cần quá cao nha các bạn, chỉ cần khoảng 85% là có thể đi được map này. Nếu được thì mình nghĩ các bạn nên nâng speed lên chút xíu và nâng máu def lên chút xíu cho châu bò các bạn. Artifact thì mình dùng Umbral Keystones để mà nó chạy lượt được nhanh hơn. Nếu không có cái này thì có thể dùng bất cứ cái gì mà các bạn thấy hợp lý là được các bạn. Artifact thì không quan trọng lắm đối với Fumi. Và cuối cùng là DN các bạn, cũng là DN từ đó giờ thôi. 241 speed, 139 resistance, có máu có def và có artifact là Rob Amaryllis để mà có thể hồi máu. Quan trọng với DN chính là cái equipment mà tăng combat readiness khi dùng chiêu 2 nha các bạn, hỗ trợ team chạy lượt được tốt hơn. Và ở pha 3 các bạn thì chúng ta có Emilia. Emilia lúc này các bạn phải nâng speed rất là cao lên nha. Speed ở map Hell khoảng tầm 222 là đi được, nhưng mà map Epic Hell thì các bạn nên nâng đâu khoảng 250, 260, 270 gì đó, cao cao lên chút xíu để có thể cướp lượt được con boss. Ở đây mình dùng 270 speed Emilia.
các chỉ số còn lại không hề quan trọng các bạn, chỉ quan trọng cái speed thôi, và có thêm chút xíu máu và dép để có thể sống sót được. Artifact thì mình vẫn dùng Magarahastum, cũng rất là quan trọng, phải có Magarahastum mới có thể chạy lượt được. Furious các bạn không cần có quá nhanh, chỉ cần có effectiveness. Speed thì 165 mình nghĩ là mức tối thiểu á, các bạn không nên thấp hơn, bởi vì như các bạn thấy Furious của mình đi hơn con boss chút xíu thôi à. Cho nên tốt nhất thì vẫn nên trên cái ngưỡng này nha các bạn, 178 gì đó, khoảng tầm 200 speed là ok. Artifact thì mình dùng Soul of Star. Đây là cái artifact tối ưu để có thể bấm target vô con boss, nhưng mà không có thì các bạn có thể dùng Water Gun để cộng 5% attack vẫn được. Và nếu có thể thì các bạn nên build Furious có sát thương để mà tận dụng cái đòn sát thương từ chiêu cuối luôn, hỗ trợ cho việc one shot boss của Secret. Và cuối cùng các bạn, Secret thì mình bưng y chang từ phiên bản one shot rồng ra thôi, các bạn nên có set Rage và Penetration để mà có thể sắp sát thương vô con boss. Và equipment thì mình chọn là tăng sát thương cho chiêu 1 của Secret. Artifact thì mình dùng Daydream Joker để thêm sát thương lên boss. Và ok, đó chính là team đi Epic Hell của mình các bạn. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn nha. Còn giờ thì chắc mình xin kết thúc video này tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tạm biệt các bạn, bye.